thư quá sức. Đi đêm gặp ma. Hãy đem mọi thứ trở về với bóng đêm. Dạ, tôi sẽ là người thực hiện nụ hôn với cô. Tôi không hẹn bạn thì sao tôi chết được? Tôi có rất nhiều lý do để chết. Tôi cũng không muốn chết. Tôi hết rồi đúng không? Đón xem Nụ Hôn Thần Chết, phát sóng lúc 21 giờ thứ ba nhằm mùng 2 Tết, phát lại lúc 11 giờ hôm sau trên Trời TV.